Chào tất cả anh em nha. Ngày hôm nay thì mình đến chỗ nhà của anh Hòa ở bên Trà Vinh nè anh em. Ngày hôm nay thì anh có giao lưu với anh em một cái gốc mai mai tàn nha anh em. Thì chút xíu anh sẽ báo giá chi tiết cho anh em tham khảo. Thì anh em thấy giá hợp lý và mình thấy mình thích đó, thì mình có thể liên hệ trực tiếp với anh Hòa qua số điện thoại để phần tiêu đề anh em. Rồi mời tất cả anh em vô tham quan gốc đầu tiên nha, gốc số 1 ngày hôm nay nha. Rồi anh Hòa cho anh em biết vị trí mình đây đâu luôn ha anh Hòa. Dạ rồi, ngày hôm nay thì mình có giao lưu với anh em một gốc mai tàn á anh. Dạ rồi, để em quay hết nha, một vòng của cái bầu tàn này cho anh em tham khảo nha. Cái này mình có con nhẹ vô hả anh Hòa? Dạ, này tàn thông hay sao anh Hòa? Đây bốn bên đều hết cho anh em, bốn bên đều y chang như nhau hết, nguyên cái dàn dâm này anh em khỏi có chê, rất là khích cho anh em. Cái này lá ra đầy đủ, cây mình nó tàn rất là đẹp. Đây, bốn bên đều hết nha anh em. Bông nó rất đẹp luôn anh em. Bông nhiêu cánh, nhiêu cánh anh Hòa? Bông nó từ 5 đến 7 cánh nhưng mà bông nó rất là bự nha. Bông nó bằng cái miệng ly luôn á. Bông bự hả anh? Bông bự lắm, khích đó. Đây. Bông là bao bông với anh em á, bông đẹp á. Đây bốn bên đây nè, bốn bên đều như nhau hết, không có bên nào bị lỏng hết nha anh em. Rồi nguyên cái dàn xương mình sẽ quay cho anh em một vòng dàn xương. Cái này một cốt đi lên nha anh em. Cốt cành này là zin luôn hay sao anh Hòa? Cốt cành này cốt cành zin luôn anh. Dạ. Cành nguyên thủy luôn. Rồi để em quay sơ một vòng hết cho anh em để anh em hình dung ra được gốc này nha. Nguyên cái dàn xương từ dưới lên nha anh em. Cây rất là khích nha anh em. Thân rất lắc đẹp luôn. Dạ. Này một chồng quăng. Cây này hàng nóng anh em, anh mới đem về. Phía trong nè anh em. Ngày xưa là nó y chang luôn hả anh Hòa, là mình dạ, có sạc lên anh Hòa? Ngày xưa người ta có sạc lại anh. Dạ. Cái dàn cành này hồi xưa người ta có sạc thôi, cái cây này hồi xưa người ta có sạc lại thôi. Một lần hả anh? Dạ, cái này sạc một lần rồi. Cái này là bông là bao nhiêu cánh với cánh anh? Bông á 5 cánh tới 7 cánh. Mà 5 cánh 7 cánh. Luôn. Có loại số 8 cánh 9 cánh nữa. Dạ. Đủ thứ cho. Mà cánh rất là bự nha. Rồi, một vòng qua nha anh em. Này mình bao bông cho anh em luôn hay sao anh? Dạ, bao bông luôn anh. Này bông mình có thấy rồi. Đây mấy cái nút nè anh em. Qua đem về nó mẫu nữa nó rớt đi rồi. Đây anh em. Rất là bự, nó vàng nghệ à. Mấy cái nút cũng khá là lớn anh em. Khích mà nút lớn nha. Cây này nụ chắc nhiều anh em. Quá trời luôn anh em ơi. Cây này nhiêu năm rồi anh Hòa? Cái này chủ nhà có chia sẻ hôm nay nó được ba mấy năm rồi anh. Ba mấy năm hả anh? Dạ. Một cốt đi lên mà thân lắc lượng nha anh em. Đây. Dòng lên anh em. Thân lắc nhìn cũng rất là đẹp. Dưới thì nó đóng nguyên cái củ à. Củ rất là lớn nha. Để mình quay một vòng cho anh em để anh em tham khảo chi tiết cái gốc này. Cái này củ này nó giống như trái banh đó. Còn đây. Do anh em. Nguyên củ đặc luôn nha anh em. Nguyên củ đặc luôn. Cái này anh Hòa để cái tay cho thử anh Hòa. Để hai cái tay thử cho anh em. Cái này hồi xưa dạng nó nằm trong cái chậu á. Thì sau này người ta mới xuống đất nè. Dạ. Dạ. Người ta hồi xưa lá lời hồi còn nhỏ người ta trồng trong cái chậu bây giờ cái đế nó gom gì nè. Củ đặc luôn nha anh em. Củ đặc luôn. Nguyên củ khích gịch nè. Chiều cao mình khoảng nhiêu hả anh Hòa? Chiều cao này 3m6. 3m6. Rồi tán ngang luôn anh Hòa ơi. Tàn này mà nó ra đầy đủ nữa, anh em nhìn cái cây nó phê lắm nha anh em. Tán ngang nhiêu anh? Tán ngang 2m8. 2m8. Ảnh đo cái này là ảnh đo chính xác cho anh em luôn nha. Này mình không có hạo, anh đo chính xác luôn nha. Dạ. Rồi. Cành này đo trên sóng đế nha anh em. Dạ. 53. 53. Rồi, vị trí số 1. Số 1. Số 2. Thì cây này đo nhiều thông số, có cái cũ không? Dạ. Số 2 là 70. 70. Rồi. Cái này 70. Còn sát này cái nữa là. Cái này là nguyên củ đặc luôn nha anh em. 86. 86. Rồi, anh áo hết nguyên cái nồi thứ khoảng nhiêu anh Hòa? Nguyên cũ nhìn thấy đã lắm nè, rất là lớn nha. Cái nồi này chắc 180 anh em. 180 nha. 180. Rồi thoát thân anh Hòa. Bốn mươi bốn. Rồi sẵn tay đó anh áo thử cái cốt nó khoảng nhiêu anh? Cành này 27. 27. Rồi. Bên đây 22. 22. Rồi mình sẽ quay cho anh em tham khảo lại một vòng của cái gốc này để anh em tham khảo chi tiết.
rồi anh Hòa anh báo giá cho anh em. Ví dụ anh em thấy mà cây này mình giá hợp lý anh em, vô phơ của mình thì mình cứ alo cho anh Hòa để mình chốt nha anh em. Cái này tại chủ nhà người ta không biết anh, người ta dạ. Lá bữa người ta hô đặt bữa mà tháng 5 á, thì bây giờ nó thay cái lá mới nè, cái cây này mà, dạ. Mà chủ nhà mà chưa đọc đặt á, cây này để tết năm sau là đẹp lắm. Dạ. Cây này thì anh em dòm nguyên cái vàng dâm thì anh em biết là cái tàn nếu nó lợp đầy đủ rồi nữa, cây mình nó nhìn nó khích kịch thôi anh em. Mà cây nó lực lắm nha. Tại người ta mới bấm con vô nè. Dạ. Cái nhà nó mới bấm con vô nè. Rồi cây này là vô anh em hết thiện chí mà giao lưu sao anh Hòa? Cây này em giao lưu với anh em là 75 triệu. 75 triệu. Dạ là em bao ship 200 cây anh. Bao ship cho anh em là 200 km. Dạ. Đây quay cận cho anh em tham khảo là mấy cái nụ nè anh em. Nụ rất là lớn nha anh em. Còn rất là nụ nhiều luôn anh em. Cây này về mình dưỡng là mình tới Tết luôn á. Tết chơi được bình thường hả anh? Bình thường, tại vì cây này bứng là không có đứt rễ gì chứ. Tại dạ. Cây cái rễ này nó cúc xuống không à, nó làm mơ. Dạ. Mình bứng là không có đứt rễ gì chứ. 75 triệu cho anh em, bao ship cho anh em là 200 km. Giá khá là dễ chơi cho anh em. Anh em thích thì cứ liên hệ alo với cho anh Hòa. Có alo là có chốt nha anh em. Rồi tạm thời kết thúc video tại đây. Mong là anh em có thể giao lưu thành công gốc mai này với anh Hòa nha.